Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và hôm nay mình sẽ lên cho anh em rất nhiều đồ hay và độc anh em nhé. Cực kỳ nhiều đồ hay luôn. Đấy, anh em nhìn cái series đồ hôm nay nó rất là ngắn gọn thôi, nhưng mà khá nhiều đồ hay. Anh em lưu ý một chút được số điện thoại của mình, bạn luôn vẫn đang góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776. Và số điện thoại bạn luôn ở ngay bên cạnh là 0965673502 anh em nhé. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu anh em, đây, đây hai con bom bốc đến từ thương hiệu Victor anh em nhé, và một cặp loa hôm qua mình đã lên cho anh em rồi đúng không. Cặp này là cặp Panasonic anh em ạ, nó sẽ liền công suất ở bên trong luôn nên là sẽ không cần cục dàn anh em nhé. Anh em có thể là chơi loa vi tính các kiểu được cực kỳ ngon. Đây, chỉ việc kết nối cáp AUX vào là xong đúng không. Công suất của con này sẽ là 46W và điện nguyên bản là 100V anh em nhé. Đây, cấu hình loa đúng không, chơi nguồn luôn, quạt tản nhiệt các thứ ở đây tất anh em nhé. Loa này sẽ bao gồm một con loa bát đường kính là 12cm, gân cao su zin, màng carbon, màng carbon tất này, núm nhôm tất anh em nhé. Bên trên thì con chép siêu to luôn anh em ạ, con chép đo màng nhựa siêu to luôn. Đấy, chất âm con này thì cực kỳ ngon so với giá tiền anh em nhé. Hiện tại cặp loa này mình đang để cho anh em là 950.000 anh em nhé, 950.000 để phục vụ anh em về kết nối điện thoại và phát là chơi luôn thôi. Đây, mình sẽ thử cho anh em test chất âm cho anh em luôn. Đây, cực kỳ hay anh em nhé. Chơi anh em. Và giá hiện tại cặp loa này mình để cho anh em siêu rẻ luôn, 950.000 anh em nhé. Nghe tạp nham đủ thể loại được, nghe nhạc nào cũng rất là ok luôn. Quay chơi anh em. Tiếp đến bên này thì xin thưa với anh em, một con gọi là bom bốc đến từ thương hiệu Victor. Con này chính là Victor X70, một trong số những con gọi là kinh điển của thằng bom bốc của thằng GVC anh em nhé, hay còn gọi là Victor. Đây, Victor đây. Chó người kèn anh em nhé. Đấy. Con này thì hàng về đây, như anh em nhìn thấy ở đây, nó sẽ anh em bảo lúc nào đi buôn có lãi đây. Về đây vận chuyển nó vỡ mất hai cái hồi nhựa bên này, hai bên anh em nhé, hai cái hồi nhựa hai bên. Còn loa liếc các thứ thì vẫn ok. Con này mặt trước nó sẽ bao gồm hai con toàn giải này đúng không. Đây, cái núm volume của cả hai bên, một bên là chỉnh super bass, một bên là chỉnh volume. Đấy, nó cũng mất cái núm rồi anh em nhé. Nguyên bản nó như thế này. Hiện tại mình test thì mọi chức năng chạy rất ok anh em nhé. CD chạy ngon, CD chạy ngon. Đấy. Tiếp đến bên dưới này là táp chạy cũng rất ok luôn anh em nhé. Táp chạy ok. Đấy, ok chưa anh em. Đấy. Kết nối điện thoại máy tính TV qua cổng AUX anh em nhé. Có một cái nút để chỉnh sao các chế độ nhạc như kiểu pop rock các thứ đều rất ok. Con này cấu hình loa sẽ bao gồm 4 con loa anh em nhé. Đây là hai bên này sẽ là hai con toàn giải của thằng Victor. Nó sẽ đảm nhiệm toàn bộ hầu hết các phần giải âm. Và hai con sub bass là giá trị đây. Hai con sub bass này đường kính nó khoảng tầm 16cm anh em nhé. 16cm, còn 18, con này phải 18 anh em ạ. Đấy, 18, 10, tính 16 thì 18 cả viền anh em nhé. 18 cả viền, nó đánh cực kỳ lực luôn anh em ạ. Đây, cái thụt hơi của nó này, cái thụt hơi. Đấy, ok chưa anh em. Đấy, con này thì phía sau đây. Phía sau sẽ bao gồm một cái lỗ mic anh em nhé. Cái lỗ mic này anh em để cắm micro vào anh em hát hò luôn được này. Đúng không? Tiếp đến là cổng phone này. Tiếp đến là một cổng tín hiệu quang out này. Và một cổng AUX in để phục vụ anh em kết nối thiết bị bên ngoài này. Đúng không? Anten AM FM. FM con này mình nhớ không nhầm mà đủ 108 anh em nhé. Dò full đài Việt Nam luôn. Nó có thể sử dụng hai loại điện. Một loại điện DC và một loại điện 100V này. Đấy. Và bên dưới này là cái khay pin. Anh em thể lắp pin mà có thể sử dụng được anh em nhé. Lắp pin mà đây. Công suất là 44W, điện nguyên bản là 100V. Đấy, sử dụng DC in là 12V này. Anh ok chưa anh em? Đấy. Đấy, con này cực gấu luôn anh em nhá. Và hiện tại con này thì nó về nó vỡ hai hồi rồi, mình bán cho anh em nó gọi là rẻ hơn đồng nát luôn. Con này chỉ có 950.000 anh em nhá. 950.000, riêng anh em tháo củ ra là đã hòa rồi. Con này thì xin đưa với anh em mình bán lỗ nhá. Hai hồi bên hai bên này thì nó vỡ mất rồi. Ưu tiên anh em là qua nhà lấy anh em nhá. Ưu tiên qua nhà lấy.
còn lại nó to cái này mình đóng và mình hơi ngại rồi. Ok chưa anh em? Rồi 950.000, bây giờ mình sẽ test chất âm cho anh em luôn. Đây, anh làm thơ vu vi, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vu quy vì mưa gió không về, trên trường anh bước đi. Có nàng nguyện đôi mi ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cô chi. Em ơi nhìn... Ok chưa anh em? Một trong số những mã dàn giá đến hiện tại bây giờ là quá tốt anh em nhé. 950.000. Đấy, bom bốc hàng khủng của thằng Victor. Anh em nào mà chưa có trải nghiệm thì mua con này phải trải nghiệm được anh em ạ. Hình thức nó hơi xấu xùi xì thôi, nhưng mà là một trong số những mã siêu bát anh em nhé. Rồi, tiếp đến bên này thì sẽ là một con đời rất là ca anh em ạ. Con này chính là con JVC anh em nhé. Con này con NB90 anh em ạ. Một trong số những cái con đời cao hơn của con Victor bên này anh em nhé. Đời cao hơn nhiều, tại vì con này nó các chức năng như sau. Đầu tiên là sẽ chơi đĩa CD. Anh em nhìn thấy bên trên này, đấy, chơi đĩa CD, đọc tất tần tật các loại đĩa, rất ok anh em nhé. Rất là ok đấy. Tiếp đến ở đây nó sẽ có một cái đốc của thằng iPod anh em nhé. Đốc iPod, đốc iPod này. Tiếp đến là chơi nhạc trực tiếp từ USB. Anh em thấy đây, chơi nhạc trực tiếp bộ nhớ USB. Và cái chức năng tiện dụng nhất anh em hay chơi bây giờ chính là chơi Bluetooth anh em nhé. Kết nối nhạc trực tiếp Bluetooth. Và con này nó đen xì luôn anh em ạ. Đen xì luôn. FM con này thì mình nhớ không nhầm là con này nó chỉ đến 90 thôi. Để mình dò thử FM cho anh em xem. Dò thử luôn, lúc sau anh em lại thắc mắc. Đây, con này chỉ đến 90 nhé. AM sẽ đủ giải anh em nhé. À con này FM này, chuyển chế độ. À con này chỉ có mỗi FM thôi anh em nhé, không có AM đâu. FM thì 90. Còn lại đủ giải, màn hình của nó là có màu đỏ luôn này. Đấy, ok chưa anh em? CD này, đúng không? Cấu hình con này thì mình xin giới thiệu như sau. Đầu tiên thì về cơ cấu nó sẽ giống, tương đối giống con kia. Hai bên loa, hai bên này sẽ là hai con toàn giải của thằng JVC. Chất âm cực kỳ căng anh em nhé. Hai cái thụt hơi nó hướng ra mặt trước này. Hai thụt hơi con súp nó hướng ra mặt trước. Hai bên này cũng là con súp bát 16cm anh em nhé. Hai con súp bát 16cm đánh cực kỳ căng. Xin lỗi anh em. Nó đánh siêu lực luôn anh em ạ. Nó đánh rất lực, gọi là Hamakaden với cả Maso ra chuồng gà tất anh em nhé. Đấy, ra chuồng gà tất luôn. Anh em nhìn tổng thể nét không? Đúng không? Con này một bộ một cái bom bốc mình về mình đánh giá là nó khá là đẹp anh em nhá. Khá là đẹp rồi. Đấy. Thì hai cái núm bên trên này anh em sẽ nhìn thấy hai núm đối xứng này. Một bên nó sẽ chỉnh là sub wafer anh em nhá, tức là chỉnh sub bass. Còn một bên sẽ là núm volume anh em nhá, chỉnh volume cho cái bom bốc này. Thì phía sau sẽ có anten để anh em bắt FM này, nhưng mà FM nó chỉ đến 90 thôi anh em lưu ý một chút nhá. Tiếp đến là cắm mic. Mic này thì sẽ sử dụng được cả mic chân to anh em nhé, chân 6.5 cắm thoải mái này. Đấy, tiếp đến là cái đường video out này, optic đường phone này, và đây đường aux in để phục vụ em nghe kết nối điện thoại máy tính tivi này, đúng không? Đây đường cấp nguồn 12V DC anh em nhé, có thể nghe sử dụng 12V hoặc điện 100V ở đây. Bên dưới này sẽ là hộp pin, bên trong như bên đây anh em nhìn thấy là nó đôi 4 6 8 10 cục pin to anh em nhé. 10 cục pin đại anh em nhét vào đây. Ok chưa anh em? Đấy. Công suất con này thì nó là dòng đời cao, sử dụng cái nguồn xung rồi, nên công suất tiêu thụ điện nó chỉ có 28W thôi, nhưng đánh lực hơn con bên cạnh nhiều anh em nhé. Điện nguyên bản là 100V. Đây, sử dụng nguồn DC 12V hoặc là sử dụng pin là sẽ 15V anh em nhé. Made in chị Na. Đấy. Con này nó là dòng đời cao. Nó đã là mang tên thương hiệu JVC rồi chứ không còn là Victor rồi anh em nhé. JVC rồi. Điện nguyên bản 100V nội địa nhá. Đấy. Hiện tại mã này mình đang để cho anh em với giá siêu tốt luôn. Chỉ có 6.800.000 anh em nhé, cho cái mã này. Ok chưa anh em? 6.800.000 cho một con bom bốc để anh em về trải nghiệm. Ok chưa? Đấy, con này phải nói là một trong số những con quá gấu trên thị trường anh em nhé.
6.800.000. Bán con này về nói thật với anh em là lãi, chỉ lãi tình cảm thôi anh em nhá. Và lây thử nhạc cho anh em nghe này. Đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tay tê. Anh làm thơ vô tình, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vu quy vì mưa gió không về. Trên trường anh bước đi, có nàng huyền đôi mi. Ok chưa anh em? Một cái mã rất là ngon với giá chỉ có 6.800.000 anh em nhé. 6.800. Ok. Tiếp đến bên này thì lại là một con hàng cũng thuộc diện là nó kịch độc luôn anh em ạ. Một trong số những cái mã dàn hiếm hoi của thằng Yamaha anh em nhé. Yamaha nó rất ít khi sản xuất dàn âm thanh, nhất là những cái dàn bé mini, nhưng mà nó đã sản xuất ra thì như anh em nhìn thấy này, nó đẹp anh em nhé, nó đẹp đúng không? Loa này hậu nó sâu kinh khủng luôn anh em ạ. Hậu sâu phải tầm 20 gần 30 cm. Quá kinh khủng. Được phủ sơn piano toàn bộ anh em nhé, rất là bóng luôn về phía cục dàn. Nói chung là cả con này nó đen xì luôn. Ê căng hàng này là hàng đấu giá này, ê căng về rất là đẹp anh em nhé, rất đẹp đúng không? Thì nói chung là về thì nó không có con nọ bù con trai, chứ con này mà nó cũng vỡ nát ra thì thôi, mình nói thật là thôi bỏ nghề audio luôn, đi buôn rồi, đi buôn ngược anh em ạ. Đây, con này chính là con Yamaha CRX330 anh em nhé. Một trong số những con mà cũng khá làm nên tên tuổi của thằng Yamaha ở cái phân khúc của dàn mini. Thì xin lỗi anh em, con này mình giới thiệu chi tiết như sau. Đầu tiên là màu đen tất và mặt của nó là mặt nhôm toàn bộ anh em nhé, rất là đẹp. Khay đĩa CD thì chơi dòng CD siêu mỏng và chạy mắt Sennheiser rất là bền anh em nhé. Đấy, chơi CD rất là ngon. Tiếp đến bên trên này thì anh em sẽ nhìn thấy một cái chỗ là anh em kết nối dock iPod anh em nhé, dock iPod. Và một bên này thì sẽ là bên anh em kết nối bộ nhớ USB anh em ạ. Đây, bộ nhớ USB để anh em này cắm vào đây. Về chơi nha. Đấy, cái này là cái chặn bụi của nó này. Đấy, không sử dụng thì đậy cái này vào. Đấy. Ngoài ra thì con này thì có thể có, anh em sẽ nhìn thấy đây. Đây. Có thể nghe được FM anh em nhé, FM ở con này. Và FM con này thì mình cũng không nhớ là nó đến bao nhiêu. Và con này hình như là cũng không, con này có kèm khiển zin mà luôn nhỉ, kèm khiển zin anh em nhé, hàng về là kèm khiển zin luôn. Đấy, kèm khiển zin luôn, anh em hoàn toàn yên tâm là chạy cực kỳ ngon. Và con này anh em nào muốn kết nối Bluetooth với các thiết bị bên ngoài như điện thoại, máy tính, TV thì anh em có thể mua được một cái cổng, cái cục thu Bluetooth cắm vào trực tiếp vào iPod này luôn, không phải cấp nguồn nữa đâu, cắm trực tiếp vào đây phát là anh em chơi luôn anh em nhé, chơi luôn rất là tiện luôn. Cái cục đấy thì nó rơi vào khoảng tầm 250 cả, mình nhớ không nhầm lắm là 250. Anh em có thể mua cục đấy, hoặc nếu mà anh em mà chưa biết mua thì có thể nhờ mình sẽ đặt hộ anh em nhá. Rồi, cái đấy là cơ bản về cục dàn. Đây, cục dàn anh em nhìn này, nó kết nối này. Đấy, cục đúng form chuẩn châu Âu luôn. Mặt trước thì cũng vừa vừa thôi, nhưng nó dài rất là sâu về phía sau. Cấu hình loa, em sẽ nhìn thấy loa nó bao gồm một loa bát đường kính là 12 cm, gân cực mềm luôn, màng carbon núm bóng lử luôn anh em nhá. Bên trên sẽ là con chép đôm, đấy, chuẩn thiết kế Yamaha nó làm ra con nào dị con đấy, rất là đẹp. Và cái căng của nó anh em nhìn này, đúng kiểu số 8 luôn anh em nhá, đúng kiểu số 8 luôn, đậy vào siêu đẹp đúng không? Mặt nó cực kỳ tối giản, thiết kế rất ít nút nhá, đầy volume này, input này, các cái nút này ra vào. Và con này kèm khiển zin luôn anh em nhá, kèm khiển zin luôn, khiển zin nó đâu nhỉ, luôn nhỉ, mang đây cho anh em xem để bảo mình có phép. Đây, cục dàn này như anh em mình thấy công suất là con này đời cao, nó sử dụng công suất là 25W thôi và điện nguyên bản là 100V. Hỗ trợ kẹp loa trở kháng từ 6 đến 16 ohm, phun giải trở kháng luôn, kẹp anten FFM. Khiển zin đây anh em nhé, khiển zin mới cứng luôn. Đấy. Tiếp đến là cái đường gọi là súp điện A. Đấy, và đây là dây nguồn. Ok chưa anh em? Một cái vài cái chú ý lưu ý của hãng nó ghi ở đây. Đấy.
do not open gì này, không được mở ra các kiểu này, đúng không? Công suất của loa thì như anh em nhìn thấy là maximum là 90W và trở kháng là 6 ohm, một cặp sẽ là 180W luôn anh em nhé. Đây, cọc loa toàn bộ cọc bắp chuối cực đẹp. Đấy, cặp loa này là một trong số những cặp loa quá giá trị của bộ dàn này anh em nhé. Đúng là làm cái chất âm của bộ dàn này luôn đấy. Và hiện tại con này thì mình đang để cho anh em với cái giá cực kỳ ok, một bộ dàn khá là VIP của thằng Yamaha, chơi nhạc USB, chơi CD, chơi iPod anh em nhé, với cái giá chỉ có 4 củ tròn. Ôi cho anh em 4 củ tròn. Và quan trọng nhất là nó kèm là con khiển zin này, anh em nhìn này, kèm con khiển zin luôn. Ôi cho anh em. Đấy, 4 triệu tròn. Mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe nhá. Xa cuộc đời bồng bềnh, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đưa dài thân dài, ta mặc từng dòng chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở. Ok chưa anh em? Một con dàn mắt đọc cũng rất là ok anh em nhé. Ngoại trừ gọi là cái vấn đề mà phần gọi là phần bát của dàn Yamaha nó cho một cái lực gọi là đánh rất là căng và giải mít dày. Mình đánh giá tiếng của Yamaha thì nó khá là giống tiếng của Denon anh em nhé. Nó cắt rất là gọn, bát cắt rất gọn. Đấy. Hiện tại con này giá là 4 củ với những anh em thích gọi là hàng gọi là độc lạ. Tại vì Yamaha nó sản xuất rất ít dàn trên thị trường anh em nhé. Và cuối cùng đây của ngày hôm nay thì sẽ là một bộ dàn đến từ thương hiệu Pioneer anh em nhé. Con này nó sẽ có cái màu cà phê, mặt nó là cà phê này, đúng không? Còn lại thì nó sẽ là màu đen. Thùng loa thì cũng là gọi là vân gỗ nhưng mà cũng là vân gỗ đen anh em nhá. Giá con này mình sẽ để cho anh em giá cực kỳ tốt anh em ạ. Con này là con CM31 anh em nhá. CM31. Đấy. Con là bản nâng cấp của CM30. Mặt nó toàn bộ cà phê, thiết kế dạng gương tất này. Anh em nhìn đèn hát đẹp đúng không? Núm cũng đẹp luôn. Thì các chức năng này sẽ như sau. Đầu tiên là sẽ là chơi đĩa CD như anh em thấy ở đây đúng không? Đọc đĩa CD rất là ok rồi. Tiếp đến bên trên này thì sẽ là có cái dock của thằng iPhone anh em nhá. Dock iPod ấy. Đấy. Tiếp đến là chơi nhạc trực tiếp từ bộ nhớ USB, anh em thể chép nhạc trực tiếp bộ nhớ để chơi hoặc là kết nối điện thoại máy tính TV qua đường aux ở mặt trước anh em nhá. Và cấu hình loa thì xin được anh em, đây là cặp loa của nó đen xì luôn. Loa nó sử dụng con bát đường kính là 12 cm và bên trên này là con chép đô anh em nhá. Thì con loa này căng nó liền anh em ạ, căng nó liền, nó không tháo được ra và nó có một vài vết xấu ở trên căng đây. Ok chưa anh em? Một vài vết xấu mình sẽ quay. Đây nhá. Xấu đây. Quý chưa? Đấy. Nói chung là không ảnh hưởng gì chất lượng của dàn hết, vẫn rất là ok. Phía sau đây. Và giá thì giá phủ lý luôn. Công suất con này thì loa thì thấy là 30W này anh em nhé, 30W và trở kháng là 8 ohm, một cặp thì sẽ là 60W. Đấy. Tổng thể phía sau cũng rất là đẹp. Công suất của cục dàn thì sẽ là 37W điện nguyên bản 100V, vì đời cao sẽ made in China anh em nhé. Kẹp loa này bằng jack luôn. Đấy. Chơi nguồn nguyên bản điện 100V. Đây là có hai đường, một đường hai đường xuất cho tín hiệu vào, line in kết nối thiết bị bên ngoài, hoặc là một đường đây là xuất video cho nếu mà anh em chơi video từ iPod nó sẽ xuất ra đây anh em nhé. Đây là kẹp anten FM để phục vụ nghe đây. Con này mình nhớ không nhầm nó đủ 108 đấy phải, không nhầm đâu. Nó thường cứ coi nó 90 đi anh em nhé. Và hiện tại cái mã dàn này Pioneer CM31 này mình đang để cho anh em giá bao nhiêu? Pioneer CM31 chất âm của thằng Pioneer thì khỏi phải bàn rồi. Và giá hiện tại mình để cho anh em chỉ có 2.100.000 anh em nhé. 2.100.000 cho mã này, một trong số những mã rất cao cấp của Pioneer. Ôi cho anh em play thử nhạc nhá. Play. Nghìn năm con tim không. Thank you.
cho anh em xem là con FM nó có đủ 108 không anh em nhé. Xem nó chạy có đủ 108 không. Tự động dò đài hết anh em nhé. Chỉ anh em chỉ cần kẹp anten thôi, mình chưa kẹp anten anh em nhé. Em lưu ý một chút là mình chưa kẹp thì nó sẽ không bắt được đâu. Kẹp vào một sợi dây điện khoảng tầm 1 mét này nó bắt rất ok rồi. 90 anh em nhé. Con này em chỉ 90 thôi. Ai em thì sẽ phun giải, ai em thì phun giải thì không phải bàn đâu anh em nhé. Đấy. Rồi ok. Một cái mã dàn rất là ngon của Pioneer, Pioneer CM31 anh em nhé. Giá chỉ có 2.100.000. Đấy. Yamaha. Dàn cực độc luôn, giá 4 củ tròn anh em nhé. Tiếp đến là con JVC anh em ạ. JVC gọi là bom bốc, JVC hàng gấu NB90. Con này đang để cho anh em giá siêu tốt luôn, 6.800.000. Và một con bom bốc thanh lý anh em nhé, 999.000. Ôi cho anh em. Rồi. Video xin phép dừng ở đây thôi và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em có một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và xin chào anh em.